Mình đi Costco, mình mua một vài chanh để về mình làm nước uống, chanh với xả. Nghe bà con nói rằng chanh xả sẽ giúp ích cho cái hệ miễn nhiễm của mình, với lại nó chống lại virus. Thôi bây giờ mình cũng vô mình mua chanh về làm ha. Hôm nay là ngày thứ ba nè, thì tình hình ở chợ Costco vẫn còn xếp hàng, nhưng mà xếp hàng cũng không có phải đến độ rồng rắn. Đây là Costco ở ngay lâu đài ha các bạn, miền nam của Sacramento. Thì tình hình không có xếp hàng ha các bạn, không có xếp hàng dài rồng rắn gì hết, nhưng mà họ sẽ cho mình safety á, chứ khi mình vào cổng hôm nay á thì đều phải lau tay hết, coi như là sát trùng nha. Tất cả mọi người trước khi vào cổng đều phải sát trùng hết. Họ sẽ đưa cho mình một cái khăn để mà mình lau tay khi mà mình vô. Tình hình chợ Costco hôm nay không có đông, không còn đông đúc như là mọi người nữa. Thì chỉ có vì là bà con sợ không còn ra đường nữa đó các bạn, chứ không phải là tại vì mà họ mà hết hàng hoặc là họ đi hút hàng thì bà con là không có còn ra đường nữa ha. Rất là sợ luôn á. Và rất là sạch sẽ, vô là phải rửa tay hết. Tất cả mọi người họ đều cho mình cái khăn để mà sát trùng tay, và họ sát trùng cái xe của mình luôn. Hàng hóa thì cũng vẫn còn nhiều lắm, họ vẫn lốt hàng lên đầy đủ hết cho tất cả mọi người. Thành ra là cũng không có phải lo sợ là hết hàng, chỉ có cái sợ là đi ra ngoài đường là lây lan nhiễm nên bà con tránh ra đường thôi. Và cả bản thân mình cũng tránh, mấy ngày hôm nay mình núp trong nhà không à. Hôm nay mình muốn đi mua chanh nè. Rồi mình sẽ mua chanh nè, chanh còn quá trời, mình sẽ mua một cái bao bự luôn. Đó, về mình nấu nước. Một bao là 6 đồng 49. Rồi thôi mình mua nguyên một bao bự ha. Mình về mình nấu nước nè. Thì có hai loại cá, là một loại chanh xanh với chanh vàng. Người ta nói rằng là mình làm chanh xanh thì tốt hơn. Thôi bây giờ Thúy cũng mua một bịch chanh xanh nha. Mình cũng lấy một bịch mandarin luôn để về làm nước uống luôn. Cua, tôm, lobster gì cũng còn đầy nhóc hết ha các bạn, đầy đủ đồ ăn hết. Chỉ có cái bà con sợ ra đường, họ không có dám ra đường nhiều, sợ lây lan thôi. Hôm nay chợ Costco thì cũng không có đông được, không có đông được nữa. Chắc bà con sợ không có ra đường, đỡ phải xếp hàng á. Bây giờ mình muốn mua thịt gà đó, tại vì thịt gà là ăn để mà nấu cháo chữa cảm thì hay lắm, nhưng mà thịt gà hết trơn luôn các bạn. Lobster hoặc là seafood thì còn nhiều, nhưng mà thịt gà, mấy gian hàng thịt gà thì hết luôn. Rồi đây gian hàng thịt heo cũng còn ít ha. Rồi gian hàng thịt heo, thịt gà là hết trước, không còn luôn. Gà rotisserie thì cũng còn nhưng không nhiều. Đại khái là những cái mặt hàng mà làm sẵn mới ra đó thì còn, nhưng mà những cái mặt hàng mà như đồ mà mình ăn uống mà mình để cho dự trữ lâu quá thì mình thấy nó vơi dần đi. Rồi ở cái
trong đây là bán sữa nè, với trứng gà thì hết trơn. Thì họ có cái size á các bạn, họ để cái size nè, đó là mình phải giữ khoảng cách, rồi cùng nhau cùng giữ khoảng cách nha, rồi phải che miệng mỗi khi mà mình ho đó. Mỗi một người chỉ có mua được một package water thôi, nên ra mình mua thêm một cái package water nè. Rất là nhiều cái tủ lạnh chứa đồ á, cái frozen á, nó đã hết sạch hàng luôn ha các bạn. Không biết rằng là như thế nào, mấy chỗ này là bán cái gì mà nó hết trơn luôn. Các bạn ơi, các bạn nên mua cái này nha. Cái này là honey, là mật ong nè, rồi chanh với lại ginger là gừng á. Cái này để mình pha nước mình uống á, liền tại chỗ luôn á. Rất là tốt luôn, để ngừa dịch á, mình mua luôn hai hũ bự luôn á các bạn. Cái này là họ làm sẵn rồi, mình chỉ có việc pha nước nóng vô uống thôi. Rất là tốt nha. Này mình mua thêm mấy thứ nữa à. Nhất là hai cái bình bự này nè, là cái mật ong với lại chanh với lại gừng á. Cái nước này nó pha tốt lắm. Rồi mua một mấy thứ loại nữa, rồi mua thêm mấy cái này để mình nấu có gì spaghetti được ha. Rồi đây là cái chỗ mà Costco mà họ bán thức đồ ăn nhanh đó, như là hot dog hoặc là pizza đó các bạn. Bây giờ họ cũng đã dẹp mấy chỗ ngồi rồi, mình chỉ có được quyền là mình mua và mình order to go, tức là mang đi thôi, chứ không có được ngồi ăn nữa. Thì tình hình ở Costco đây ở thành phố Lodi ha các bạn, cũng bình thường, cũng không đến độ đông, nhưng mà rất là nhiều hàng hết lắm. Gạo, dầu ăn, rồi các loại như là spaghetti á, nuôi các thứ á, mà đồ khô á, là nó hết sớm nhất nha. Chào các bạn. Trong cái tình hình mùa dịch đang hoành hành như thế này nè, thành ra là mình giúp ích được gì cho cộng đồng thì mình làm ha các bạn. Hôm nay Ngọc Thúy xin thành thật chia sẻ với các bạn cách nấu nước để mà mình uống hàng ngày. Cái thứ nước này á, nó sẽ giúp cho các bạn là được giải cảm, và nó cũng tăng cái chất miễn dịch, tất nhiên rằng cái chất đề kháng trong người của các bạn khi mà các bạn gặp mà lạnh á, hoặc là các vi trùng nó cũng xâm nhập vô trong cái người mình á, thì nó cũng khó hơn. Hôm nay thì Ngọc Thúy sẽ chia sẻ với các bạn, đây là 2 lít nước ha các bạn. Cái bình này là đúng 2 lít nước nè. Và các bạn cho Thúy là 150 gram gừng ha, và 4 tép lemongrass, tất nhiên là xả tươi nha. Và đây là mình có 6 quả chanh. Và đây là mình có một cái vỉ này nè, mà Ngọc Thúy sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao mình cần cái vỉ này nha. Cái vỉ này mà các bạn để đá đó, để đá đông lạnh đó. Rồi bây giờ Ngọc Thúy sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn cách làm nước uống để mình tăng sức đề kháng và mình chống ho trong mùa dịch cúm này. Các bạn ơi, bây giờ thì việc đầu tiên thì những cái gừng của mình sau khi đã gọt vỏ ra rồi thì các bạn sắc lát dùm cho Thúy nha. Gừng á, nó sẽ làm ấm cơ thể, thì khi mà cái dịch mình á, hay bị cảm lạnh á, thì mình cũng hay nấu cháo gì mà mình cũng bỏ gừng, và mình uống nước trà gừng, thì đây cũng là một cái cách để cho mình trị cái mùa lạnh đó các bạn. Khi mà mình dịch cúm tới đó thì cái người mình sẽ bị ớn lạnh, thì luôn luôn cơ thể mình được giữ ấm thì lúc nào nó cũng tốt hơn ha. Rồi các bạn cắt cho mình, đây là 150 gram gừng cắt lát mỏng ra nha. Đây là cái công thức là Thúy chia sẻ cho các bạn, là làm trong 2 lít nước ha. Khi nào mà các bạn muốn làm nhiều hơn á thì các bạn sẽ nhân lên nha. Thì mình làm như vậy đó, thì mình sẽ uống được dần. Các bạn uống để tủ lạnh đó, các bạn uống được dần cho nhiều, được cả ngày thay nước lạnh cũng được nữa, rất là tốt. Thì mình để chống cho cái mùa mình dịch cúm á, mình đừng có bị cảm, mình tránh bị cảm lạnh ha. Rồi chưa kể nữa là xả và cái vỏ chanh á,
là nó sẽ ngăn ngừa cho các vi khuẩn xâm nhập vào cổ họng của mình đó. Nó sẽ không có bị đau rát cổ và nó sẽ giết được vi khuẩn trước khi nó xâm nhập vô trong người của mình ha các bạn. Rồi sau đây là gừng Thúy đã cắt xong rồi nè. Rồi bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn làm sao mà mình cắt xả ha. Xả thì thông thường thì các bạn cắt bằng dao rất là khó, thì mình mua được cái kéo này rất bén nè. Bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình kéo như vậy ha. Khi mà các bạn có kéo các bạn cắt nó dễ hơn là mình cắt bằng dao á, thì dao rất là khó cắt và dao phải thật là bén. Còn nếu mà các bạn nào mà không có kéo á thì các bạn có thể bỏ vô trong cái máy mà mình mà bào hành đó các bạn. Rồi mình nhấn nó xuống và nó sẽ bào rất là lẹ luôn. Hôm nay mình đi chợ Costco á, mình mua nguyên một cái bao chanh luôn để mình làm, cứ mỗi 2 lít nước như vậy thì mình có thể mình uống được cỡ khoảng 1 ngày hay 2 ngày, rồi sau đó mình làm nữa. Thì trong cái mùa dịch cúm này không có ai ra đường được á, nên rằng là Ngọc Thúy chia sẻ với các bạn thì thôi, thì mình góp được công sức được một chút nào cho xã hội và cho các bạn cùng chia sẻ để mà chúng ta có thể qua được cái mùa dịch cúm này. Cầu cho tất cả nhân loại tìm được phương thuốc để cầu qua được cái mùa dịch cúm này á các bạn. Thấy thì thấy cũng rầu và khổ sở quá. Rồi xả các bạn cắt xéo như vậy ha, không cần cắt mỏng nha. Rồi đây là 4 tép xả Ngọc Thúy đã cắt xong rồi. Bây giờ là tới chanh nha. Rồi đây là 6 quả chanh Ngọc Thúy đã rửa sẵn sàng rồi nhé. Bây giờ Ngọc Thúy xin chia sẻ với các bạn là chanh á thì mình không có lấy cái ruột chanh nha các bạn, mình chỉ cần lấy cái vỏ chanh thôi. Nhưng mà làm sao để mà mình nấu được cái vỏ chanh mà trong khi đó cái nước chanh của mình thì mình không bỏ mà mình vẫn để dành được. Bây giờ Ngọc Thúy xin chia sẻ với các bạn nè, sau khi chanh mà các bạn đã rửa xong rồi, các bạn cắt đôi ra nha. Cắt đôi ra cho Thúy hết ha. Rồi sau khi mà 6 quả chanh mình đã cắt xong rồi ha các bạn. Đây là cái máy vắt chanh. Nếu mà các bạn không có cái máy thì các bạn có thể vắt tay cũng được nha. Và các bạn mua cái đồ mà vắt chanh đó thì mình dễ hơn. Bây giờ Thúy sẽ vắt hết lấy nước chanh ra ha. Rồi đây là chanh mình đã vắt hết nước ra rồi. Giờ các bạn tiếp tục vắt hết cho Thúy hết 6 quả chanh ra nha. Vắt hết nước ra nha các bạn. Cái máy vắt chanh này nè, khi mình vắt đó thì cái hột chanh đó nó sẽ giữ lại, và cái bã của các chanh đó nó sẽ giữ lại phía trên, và phía dưới chỉ còn là nước chanh thôi. Rồi bây giờ mình đã vắt xong hết 6 quả chanh rồi ha các bạn. Và đây là cái vỏ nè, cái xơ của chanh á. Bây giờ các bạn lấy ra các bạn bỏ ha, mình không xài nha. Đây là 6 cái vỏ chanh mình đã vắt hết trơn rồi. Và đây là cái vỉ này, là cái vỉ để đá đó. Các bạn có thể mua vỉ để đá nào cũng được, nhưng Thúy có cái vỉ để đá này, bây giờ nó chế là rất là tiện lợi. Nó rất là mềm nên đến khi mình lấy đá ra nó rất là dễ ha các bạn. Mình chỉ có đũn thôi. Thì nước chanh á mình sẽ không có dùng ha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn nấu nước chanh á, mà các bạn uống như vậy thì các bạn sẽ rất hại bao tử. Thì bao tử của mình nó rất là đau bao tử á. Nên nhưng mà mình sẽ không có thể nào mình bỏ cái nước chanh. Thì nước chanh này các bạn có thể dùng để pha nước chanh uống giải khát hoặc là giải cảm cũng được. Nhưng mà nếu mà mình để giữ nước chanh trong tủ lạnh á, lâu ngày nó sẽ bị đắng. Nên bây giờ Ngọc Thúy chỉ cho các bạn một cái mẹo là các bạn đổ nước chanh vô trong cái vỉ ha. Cái vỉ để đông đá này nè. Đó. Và các bạn để trong frozen. Khi mà nó đông lại rồi đó, mỗi lần mà các bạn muốn uống á, thì các bạn lấy một cục ra, giống như cục đá đó, rồi các bạn pha với đường, hoặc các bạn có thể làm với lại nước mắm, pha nước mắm, và nó sẽ không bao giờ bị đắng hết ha. Rồi đây xong một vỉ nè, Ngọc Thúy sẽ để trong ngăn đá và nó sẽ đông lại. Mỗi khi các bạn cần dùng để mà mình pha nước chanh uống hoặc là mình làm nước mắm á, các bạn có thể lấy một cục ra giống như một cục đá như vậy á, thì nước chanh đó mình rất là thơm và ngon, không bao giờ bị đắng nha. Sau khi mà
mình đã bỏ hết các vỉ nước chanh để trong frozen, trong đông đá rồi. Bây giờ là cái vỏ chanh ha các bạn. Cái vỏ chanh này là quan trọng để mình trị cảm đi. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra ha. Các bạn có thể cắt ra làm tư như vậy nha. Mình chỉ cần vỏ chanh, nhưng mà mình không có cần cái nước chanh ha các bạn. Vì cái nước chanh nó sẽ làm cho bao tử của các bạn rất là xót. Đó, vỏ chanh là cái phương thuốc để mà mình nấu lên. À, mà mình chỉ cảm và ho đó. Rồi bây giờ trong một cái nồi này ha, các bạn bật lửa bếp lên 2 cho mình ha. Và bỏ hết tất cả sả nè và chanh mà mình đã cắt và bào xong. Và 150g gừng luôn. Cộng với 2 lít nước ha các bạn. Đây là 2 lít nước nè. Và các bạn bật bếp lên 2 và mình nấu cho nước nó sôi lên luôn ha. Rồi bây giờ thì là nước của mình nó đã sôi rồi nè nhá. Bây giờ các bạn sẽ giảm lửa giùm cho mình. Và các bạn để cho nó sôi thêm khoảng cái chừng từ 5 đến 10 phút nữa nhá. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp ha. Rồi bây giờ thì cái nồi nước của mình đã xong rồi. Nước gừng, sả và vỏ chanh của mình xong. Bây giờ thì Thúy sẽ tắt bếp và mình đợi nguội xong rồi mình sẽ lược. Rồi bây giờ nước coi của mình nó đã xong, bây giờ các bạn bỏ vô trong đây, các bạn lọc lại ha. Đó, nếu mà các bạn mà không có khăn á thì các bạn có thể dùng cái giấy mà kitchen này của mình á, rồi mình sẽ lọc lại cũng rất là dễ dàng. Bây giờ cái nhà mình nó thơm luôn á các bạn ơi, nó thơm mùi sả gừng nữa, nó rất là tốt và nó làm cho cái nhà của mình nó thơm luôn á. Bạn làm cái nước này các bạn uống á thì nó sẽ thanh lọc cho cái phổi của mình nè, mà nó được chống giải cảm nữa. Thì trong cái mùa dịch này á thì bây giờ mình chia sẻ được giúp được gì cho xã hội và cho cộng đồng thì mình làm thôi ha. Mong rằng là với các loại nước mà mình chia sẻ thì sẽ giúp ích được cho các bạn một phần nào nhé. Và đây các bạn ơi, bây giờ nước nấu tăng sức đề kháng của mình để chống lại vi khuẩn xâm nhập cơ thể vào cổ họng và làm sạch cái phổi của mình á. Mình đã nấu xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ uống thử cho các bạn coi như thế nào nhé. Ngoài ra nếu mà các bạn không có thời giờ để mà các bạn làm cái nước mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn đó, là nước chanh, gừng và sả, thì đây ở Costco họ có bán cái chai này, gọi là cái Honey Citron and Ginger Tea đó. Cái này rất là tốt và rất ngon luôn á các bạn. Thì họ đã pha sẵn cho mình luôn rồi nè. Xong hết, sẵn sàng để mình chỉ có việc pha uống thôi. Và có luôn kể cả gừng luôn, nhưng mà không có sả. Cái nước này rất là ngon luôn á. Thì mỗi đêm nào mình cũng uống hết. Bây giờ thì Ngọc Thúy sẽ pha thử hai loại ha. Nếu mà các bạn thấy cái nước sả gừng của mình pha nếu mà hơi nhẫn, thì các bạn có thể bỏ thêm mật ong vô, hoặc một chút xíu đường vô uống cũng rất là ngon ha các bạn nhé. Chai bự này hôm nay mình mua là chỉ có hơn 8 đồng, gần 9 đồng một chai, rất là bự luôn. À, để mình cho các bạn coi ha. Đó, chai này rất là bự luôn á, là nó tới 2kg luôn ha các bạn. Đó, đây nè, cái chai lớn nè, nó để nè. Đó, 2kg luôn. À, mình có thể uống với lại hot hoặc là nước nóng hoặc là nước lạnh luôn ha. Cái này rất ngon luôn. Còn đây là cái chai nhỏ nè, là cái chai nhỏ này là 1kg nè. Đó. Rồi đây là nước mình vừa mới nấu xong ha. Đây mình sẽ uống thử các bạn coi nha. Nó rất thơm mùi chanh. Mùi vỏ chanh sẽ làm cho cái nước của mình nó hơi nhẫn, hơi đắng. Nhưng mà không sao, thuốc đắng giả tật mà. Nếu mà các bạn thấy hơi đắng thì các bạn sẽ bỏ một ít mật ong vô, khuấy lên và uống rất là ngon ha các bạn. Rồi bây giờ đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đó là cái này là chanh gừng nè, trà chanh gừng ha. Thì là mình uống rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra và mình sẽ pha cho các bạn coi nha. À, các bạn phải bỏ, các bạn có thể bỏ 2 muỗng vô ha. Bỏ nước sôi vô, rồi mình quậy lên mình uống. Cái này rất là ngon luôn á. Đây cho các bạn coi nè. Nó có sẵn luôn. Tất cả là chanh ở trong đây, rất là nhiều luôn ha. Mùi chanh với mùi gừng ngon lắm các bạn ơi. Hồi nãy là mình pha với lại nước này chung với lại cái nước sả mà mình nấu nè, nước chanh sả mình nấu á. Bây giờ mình hút thử không? Rất là thơm, ngon, rất là dễ uống luôn.
Trong mùa dịch cúm thì những loại nước như vậy mình nên luôn luôn lúc nào mình cũng có sẵn trong gia đình nha các bạn. Gừng sẽ làm cho mình cơ thể mình giữ ấm, và chanh, nhất là cái vỏ chanh đó, nó sẽ làm cho mình thông cổ, thông đờm và làm sạch cái lá phổi của mình nữa. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là không có lấy nước chanh nha. Nước chanh nó có thể làm nhiều bạn bị đau bao tử đó, thì sao nước chanh nó sẽ làm cho cái bao tử của các bạn nó bị đau. Nên là khi nào mà các bạn nào mà muốn uống nước chanh thì mình có sẵn nước chanh riêng mình có thể pha. Nhưng khi mình nấu là mình chỉ nên nấu vỏ chanh thôi nha các bạn. Các bạn ơi, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã khá dài. Mình hy vọng sự chia sẻ hôm nay của mình sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong mùa dịch này nhé. Tôi thì chúng ta giúp được gì cho cộng đồng, và hãy nắm chặt tay nhau để cùng nhau qua mùa dịch này nhé. Cầu cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Các bạn đừng quên nhấn subscribe cho mình nhé. Và đừng quên cho mình một like và chia sẻ video này cho tất cả các bạn khác cùng làm nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Bye bye!